Tôi xin chào các anh chị tham gia hội thảo Hội Hô hấp Việt Nam năm 2021 ạ. Trong hội thảo này, tôi có hai bài liên quan nữa. Anh chị quan tâm về kỹ thuật nội soi phế quản, xin tham gia chương trình khác nữa ạ. Thời gian này, tôi báo cáo về chẩn đoán và điều trị ung thư phổi sớm và các tiếp cận ngoại vi nội soi siêu âm. Trong công việc hàng ngày, chúng ta hay gặp tổn thương phổi thế này. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ca. Thăm ảnh CT ở đây toàn bộ là thật ra là ung thư phổi ạ. Ung thư phổi thì nó chỉ có 1 cm thôi, cũng có thể có di căn xa rồi. Và chỉ có một cái di căn xa thôi, tiên lượng rất xấu. Nên nếu một lần thấy thông thường có khả năng ung thư phổi, đặc biệt là có về giai đoạn vẫn sớm, thì nên chuẩn đoán sớm. Khi gặp bệnh nhân có thông thường như thế này và không có thông thường khác nào có thể sinh chết, thì anh chị thường chuẩn đoán bằng phương pháp như thế nào ạ? Hôm nay tôi giới thiệu eBus là một kỹ thuật siêu âm qua nội soi phế quản ạ. Kỹ thuật với eBus có thể sinh chết thông thường trong trung thất, sống phổi, ngoài vi phổi không thể thái từ nội soi thường và có thể sinh chết an toàn một số tổn thương khó sinh chết bằng suy thận ngược dưới hướng dẫn CT tại vì vị trí gần mạch máu vân vân. eBus là kỹ thuật an toàn và chính xác nên bây giờ ở vị trí quan trọng trong những bệnh hô hấp cần lấy bệnh phẩm để chuẩn đoán và đặc biệt là đối với ung thư phổi. Các guideline về ung thư phổi tiếp xúc eBus là kỹ thuật cơ bản và nên được thực hiện. eBus là viết tắt của Endobronchial Ultrasound, trong đó hiện tại có hai loại probe của siêu âm. Một là kết hợp với ống nội soi để sinh chết hút bằng kim, dùng cử tên là Convex eBus và kỹ thuật gọi là eBus TBNA. Hai là dây siêu âm nhỏ đưa vào từ ống làm việc của nội soi phế quản, dùng cử tên là Radio eBus và kỹ thuật gọi là eBus TBLB. eBus đã bắt đầu lâu rồi và từ năm 2002 được triển khai toàn thế giới. Sau đó, nhiều bằng chứng được báo cáo và sau năm 2015, những guideline thế giới tiếp xúc như một kỹ thuật cơ bản của lâm sàng chuyên ngành hô hấp. Đặc biệt là eBus TPNA đang ở vị trí rất quan trọng. Điều đó có thể biết được khi chúng ta tham khảo guideline thế giới của ung thư phổi về chẩn đoán và về phân giai đoạn để quyết định phương án điều trị. eBus được khuyên mạng trong những guideline đó. Ví dụ ACCP, NCCN, vân vân nói là khi chẩn đoán ung thư phổi nên chụp PET CT và MRI có cảm quan để phân biệt giai đoạn và đồng thời cũng nói là đối với di căn hạt của ung thư phổi, eBus TBNA có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn PET CT và an toàn hơn xét nghiệm khác. Nên phải thêm TBNA khi thấy phân biệt giai đoạn về N quan trọng để quyết định chỉ định phẫu thuật. Hiện tại ở Việt Nam, không thể chụp FDG PET cho tất cả bệnh nhân ung thư phổi mới chuẩn đoán. Và Việt Nam có nhiều bệnh lao nữa, nên tôi nghĩ eBus TBNA có thể phù hợp Việt Nam ạ. Còn eBus TPLB thì cũng được thực hiện trong nhiều nước trên thế giới khi chuẩn đoán ung thư phổi, vì xét nghiệm này an toàn hơn sinh chất suy tạng ngược dưới hướng dẫn CT và cũng khá chính xác. Và máy eBus thì khi bắt đầu eBus TBNA có sẵn rồi. Các guideline thế giới nói là xét nghiệm này là nên làm, không phải là phải làm như eBus TBNA và được đánh giá cao.
Ở đây tôi giới thiệu eBus TBNA. Khi gặp tổn thương hoặc trung thất rộng phổi thế này, thì nên làm eBus TBNA ngay. Cái đạo ống soi có siêu âm và kim sinh chất ra từ đây và có thể chụp bằng kim như thế này. Kim sinh chất được cho vào ống soi TBNA này và có thể đánh giá hạt qua siêu âm, có thể xác nhận có mạch máu to xung quanh hay không. Và vừa xem hạt của siêu âm và cho kim sinh chất vào. Đây là lý do TBNA rất an toàn và chính xác. Cho ống tiêm áp lực âm liên kết sau kim sinh chất và hút. Rồi cho kim đi qua đi lại trong hạt để lấy bệnh phẩm. Và bệnh phẩm thường lấy được thế này. Cái này đủ chuẩn đoán mô bệnh học, nhóm miễn dịch, xem đột biến gen, các loại và PDL1 chẳng hạn. eBus TBNA có thể sinh chết được những hạt gần khí quản và phế quản trung tâm, mà cũng có thể sinh chết thông thương trong phổi khi ưa tiếp xúc khí quản. Hoặc là thông thường tiếp xúc phế quản nào có thể từ ống soi đến đó. Đào ống soi là 6mm, nên có thể vào ngoài vi như nội soi phế quản thường. Nếu thấy thông thường trực tiếp thì xin chết thường thì được rồi. Mà khi thông thường ở ngoài thành phế quản và hôn tái trực tiếp thì TBNA làm việc rất tốt. Cùng eBus TBLB. Khi thực hiện eBus TBLB, nên có chuẩn bị ống thông nhựa tên là Guidosis, nên là gọi là eBus Guidosis TBLB thế này. Kỹ thuật này nên có phế quản vào thông thường thả. Nên phải chụp CT trước và suy nghĩ có chỉ định hay không ạ? Đi phế quản có thể đến thông thường và đưa vào siêu âm nhỏ với ống thông Guidosis. Khi đó nên xem huyền quang để làm chính xác. Như thế này là thay tổ chức bình thường xung quanh phế quản thôi. Đang tìm. Và thế này thì vào ưu phổi rồi. Và quyết định một chỗ để sinh chết cho tốt nhất. Rồi để ống thông Guidosis để chỗ đó và rút siêu âm ra. Cái đầu Guidosis thì có dấu hiệu kim loại và thái bản huyền quang. Và một lần Guidosis vào trong u thì cứ sinh chết từ chỗ đó nhiều lần. Nên giữ Guidosis ở chỗ đúng trong khi sinh chết. eBus TBLB chỉ lấy được bệnh phẩm nhỏ thôi. Chỉ là 1-2mm thôi. Mà như đó cũng... Nếu mà toàn bộ là tế bào ung thư thì quá đủ để chuẩn đoán. Nên xin chết nhiều lần, một cái hay nhỏ. Và cứ giữ đầu Guidosis đúng vị trí. Khi nào lấy rồi thì phải đưa Guidosis vào lại. Đến chỗ muốn sinh chết. Bình thường là sinh chết nhiều lần, 7 lần, 10 lần. Và có thể cho dụng cụ khác như bàn chải và Guidosis được. Nên khi mà chẩn đoán được bệnh nhiễm trùng cục bộ chính xác, chải như bài tốt để chuẩn đoán nhiễm trùng phổi, không phải ung thư thôi.
và cũng xin chết được bằng kỹ thuật này như mô phổi nên các bệnh lan tỏa phổi cũng là có thể chuẩn đoán được. Hôm nay giới thiệu thêm một kỹ thuật nữa gọi là TBLC, Transbronchial Lung Cryobiopsy. Y bác đã thay đổi thế giới của nội soi phế quản nhiều và hiện tại TBLC này đang được phổ biến đối với một kỹ thuật tiếp theo. Và đa số bệnh viện trung tâm Nhật Bản và châu Âu đang thực hiện nhiều rồi. Kỹ thuật thì gần EBUS TBLB mà lấy bên phản bạn xin chết lại nên lấy được u hoặc như mô phổi gần 1 cm. EBUS TBLB đã cần có phế quản ngoại vi vào trong nốt thận. Mà TBLC chỉ cần phế quản gần tổn thương mục đích. Nên như hình ảnh CT trên này, bệnh nhân này đã là ung thư phổi tế bào tuyến và không tái u nào có thể sinh chết từ chỗ khác. Cũng là có thể lấy được bệnh phẩm như thế này. Và gần 1 cm trong đó có mấy cái nốt nhỏ thấy được trong CT. Xin chết làm tức là cái đầu lobe này có thể làm đá. Khi làm cái này đặt ống nội khí quản rồi chuẩn bị balloon thêm để giảm chảy máu. Và cũng sử dụng máy e-bus để xác nhận vị trí đúng với huyền quang. Quyết định chỗ để xin tiếp. Rồi đưa vào cái probe cứ xin chết lại. Làm đá và rút ra. Mà dùng balloon để giảm xuất huyết. Bình thường là độ 1-2 phút thì hết chảy máu ạ. Rồi, báo cáo hôm nay đến một nửa rồi. Cái hình này là hình phòng nội soi phế quản của bệnh viện chúng tôi ạ. Khi mà xây dựng phòng mới, chắc là 15 năm trước, khoa hô hấp yêu cầu chuẩn bị máy huyền quang cho phòng nội soi phế quản. Hôm nay có thời gian còn lại, tôi giới thiệu một trường hợp mới gần đây. Trong các trường hợp bệnh ác tính của chuyên ngành hô hấp, ung thư phổi tế bào nhỏ, đặc biệt là khi mà nghi ngờ limited disease có thể khỏi được, là một bệnh phải cần chuẩn đoán điều trị rất sớm. Hôm nay tôi giới thiệu một ca mới xong điều trị bước một chu kỳ một đã có hiệu quả EBUS cao để chuẩn đoán sớm ạ. Bệnh nhân đã có thở và đến từ bệnh viện khác để chuẩn đoán và điều trị. Xem hình ảnh thì nghi ngờ u trung thấp, có thể là u lympho hoặc là ung thư phổi. Dưới khí quản, hai bên phế quản lốt bị hẹp do khối u và bệnh nhân có suy hô hấp rồi. Bệnh viện trước cũng có EBUS nhưng đã không tự sinh chết được vì sợ chảy máu và máu vào phế quản và thắt phế quản đang bị hẹp. Theo FDG-PET thì không có gì can xa nên là bệnh nhân có thể là ung thư phổi tế bào nhỏ hay u lympho mà giai đoạn sớm. Nếu mà có di căn xa thì cũng có thể xin chết được từ chỗ đó an toàn hơn. Nhưng mà khi như vậy, chỉ ở đây thôi có tổn thương thì phải xin chết từ chỗ này. Thật ra khi như thế này, chúng ta bác sĩ hô hấp phải cho ống soi vào cho thực quản để xin chết. Kỹ thuật đó gọi là USB FNA.
Nên ông nói rồi Huế còn có thể vào thực quán và xin chết hạt chôn thắt ạ. Nếu xin chết từ thực quán thì không cần sợ chảy máu, thoát Huế quản đang bị hẹp. Và ông sôi cũng không vào đường hô hấp dưới nên là không bị suy hô hấp thêm. Mà lần này cũng cần đặt stent ghi phế quản. Nên chúng tôi làm TPNA bình thường khi đặt stent cũ. Cho ống soi TPNA vào qua nội soi ống cúng và xin chết bằng e-box TPNA rồi đặt stent hình y và về. Cho bỏ nội soi ống cúng. Và đây là khí quản và thay hai bên phế quản gốc. Mổ bằng balloon để đặt stent. Và cho ống e-bus TPNA vào qua nội soi ống cúng. Bên nào cũng có tổn thương, cứ xin chết thôi. Và xác nhận. Có mặt máu to hay không? Quyết định vị trí. Rồi vừa xem hạt, bản siêu âm vừa cho kim vào. Bắt đầu xin chết. Sau khi làm nội TPNA xong rồi, đặt stent theo dự định. Và vẫn bị hẹp một chút. Nên là đã làm thêm balloon từ bên trong của stent. Rồi làm việc xong rồi. Cũng đã xin chết xong rồi. Đây là khí quản. Đi xuống hai bên phế quản gốc. Mổ được rồi. Bên phải. Đã có chỗ phế quản tùy trên thì đã cắt một chút. Kết quả xin chết đã là ung thư phổi tế bào nhỏ. Mà chưa có gì can xa nên kịp điều trị để khỏi. Không phải điều trị giảm nhẹ. Sau đó hóa xạ trị. Bây giờ sống một chu kỳ rồi. Và khí quản và huyết quản thì huyết quản gốc thì đã được mổ lại. Sau khi đặt stent thì tùy trên đã bị xẹp rồi. Nhưng mà sau khi điều trị xong một chu kỳ và xạ trị thì có thể mổ lại. Sau điều trị một chu kỳ rồi đã không cần stent rồi nên là rút stent ra và tạo ra từ hôm kia vào điều trị chu kỳ 2 ạ. Như anh chị biết, ung thư phổi tế bào nhỏ nếu chưa có gì can xa thì phải chuẩn đoán rất sớm và vào điều trị sớm. Không nên đợi một tuần nào vì chỉ mấy tuần thôi có thể có di căn xa mới và mất chỉ định điều trị để khỏi. Y bác có thể đưa phương án chẩn đoán sớm và an toàn và cho lên giai đoạn của năng lực lâm sàng khám chữa ung thư của bệnh viện. Thời gian báo cáo hôm nay sắp xong ạ. Bây giờ về lại chân đầu tiên. Ung thư phổi là một ung thư trên lùn sâu nhất và một ung thư có nhiều bệnh nhân nhất. Khi thấy tổn thương có khả năng là ung thư phổi thì nên xin chết sớm để chuẩn đoán và điều trị sớm ạ. Hôm nay tôi đã giới thiệu về eBus. Có hai cái TPNA và TPLB và TPNA thì nên bắt đầu nếu bệnh viện anh chị là một
trung tâm của khám chữa ung thư phổi ạ. Khi có máy TBNA rồi, anh chị có thể bắt đầu y bác TBLB nữa. Và khả năng khám chữa ung thư phổi được tăng cường hơn nữa. Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam và chúng tôi đang triển khai với Olympus một chương trình dự án Bộ Y tế Nhật Bản để học và bắt đầu y bác tại bệnh viện của anh chị. Mà thật ra là đang ngừng hoạt động vì Covid mà cô bé từ năm 2022 có thể hoạt động lại. Và chi tiết thì xin liên hệ với VNLS sau tháng 4 năm 2022 ạ. À.